cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. À, Quốc Vi xin kính chào hết tất cả quý vị anh chị em đang theo dõi diễn đàn của Vi từ trên Facebook và quý vị anh chị em đang theo dõi diễn đàn của Vi từ trên YouTube N10TV à, trở lại với lại cập nhật những cái tin tức nóng bỏng từ Venezuela và trong cái à, diễn đàn à, chúng ta nói về vấn đề venezuela thì à, cái động thái mới nhất à, của tổng thống nicolas maduro thì quý vị cũng biết là trong suốt mấy ngày nay thì ông liên tục ông cáo buộc à, và giống như là ông maduro à, lên tiếng nói rằng chính quyền chính phủ của ông donald trump thứ nhất á, là những cái hãng tin quốc tế dẫn lời lại đó và trong cái bài phát biểu của ông, ông maduro mà có đăng ở trên cái facebook của ông À, trong ngày hôm nay thì à, cập nhật cách đây cũng mấy tiếng thôi thì ông cũng có nói rằng là tổng thống donald trump thứ nhất là muốn ám sát ông và à, cái động thái mới nhất mà quý vị biết là mọi người đang nóng lòng nhất là cái vấn đề mà người ta đặt ra một cái dấu hỏi rất là lo lắng đó là à, chính quyền của tổng thống maduro đang âm thầm chuẩn bị chuyển hai chục tấn vàng ra khỏi cái ngân khố quốc gia và cái điều này thì cái tin nó không có chính thức nhưng mà đây là một cái bản tin uh, được đăng ở trên cái tờ Bloomberg uh, đó là trên tờ mà uh, trên tờ Bloomberg đó họ mới đăng cái tin này đó tức là Venezuela has uh, 20 tons tức là hai tấn vàng uh, chuẩn bị để mà ra khỏi cái, cái cái đất nước tức là ready to ship đó. tức là ra khỏi đất nước nhưng mà không có biết là cái uh, cái, cái 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 nó vận chuyển đi đâu thì cái bản tin này đó được một cái nhà tức là một nhà là lập pháp mà của Venezuela tức là ông Jorge Gura thì ông Jorge Gura này ông mới đăng ở trên Twitter thì ông mới nói rằng là ông viết là hôm thứ tức là hôm thứ ba một cái chiếc Boeing 777 của nga đã hạ cánh xuống phi trường Caracas và trong cái ngày đó đó là họ đang chuẩn bị uh, chuyển cái cái ngân ha chuyển ra khỏi cái ngân hàng uh, vận chuyển lên cái máy bay 3 số 7 của Nga, Boeing 777 của Nga đó, một cái lượng vàng đó là 20 tấn từ ở trong ngân hàng quốc gia ở trên uh, và uh, thì khi mà truyền thông chấp chấn ông ông Hồ Dê qua ra thì hỏi làm sao biết cái chuyện này thì ông nói rằng những cái điều mà những cái người dân quan sát được ở tại Venezuela thì cho chúng ta thấy được cái điều đó. Và đây là quý vị anh chị em cũng thấy là cái điều này nó đưa ra trong cái thời điểm này đó nó làm cho báo chí quốc tế mới thấy rằng đó tức là hai 20 tấn vàng đó, nó chỉ giá 840 triệu đô la và trong cái bối cảnh vừa rồi đó là Ngân hàng của Anh Quốc đã đóng băng tài sản khoảng chừng một cái một cái lượng tài sản bằng vàng của Venezuela tức là của cái chế độ Maduro à, gửi tại à, à, gửi tại ngân hàng của Anh quốc trị giá 1 tỷ 2 1 tỷ hai cái số vàng nó tương đương với 1 tỷ 2 thì à, cái số vàng này nó tố, cái số vàng hiện tại còn ở trong ngân khố á, là cái số vàng mà được được mọi người được cái thông tin được tiết lộ đó là 20 tấn tấn vàng đó là nó không có nằm trong cái số liệt kê ở trong ngân hàng quốc gia à, trong cái chế độ Maduro nên thành ra đó là ở trong chế độ Maduro đó thì cái số lượng vàng đó, nó khoảng chừng 20 phần trăm nó nắm giữ ở tại Venezuela và uh, với lại cái vấn đề này chúng ta thấy là hiện tại bây giờ đó là À, chính quyền cái chế độ của Maduro đang bị đóng băng tài sản giống như bị kiểm soát và khóa các tài khoản quốc tế hiện tại bây giờ thì à, cái trị giá tài sản của của à, Venezuela đó nó khoảng chừng 200 tấn vàng như vậy đó ở trong và ngoài nước thì bây giờ người ta đặt cái câu hỏi quan trọng nhất á thì là cái 200 tấn vàng đó nó được nằm rải rác từ đâu và cái số lượng 20 tấn vàng này là hiện tại nó đang có ở tại ngân hàng ngân khố của Venezuela còn 200 tấn vàng là nó rải rác ở khắp nơi đó là cái thống kê của quốc tế mà người ta nói và chúng ta cũng biết là Venezuela là cái quốc gia đang nợ Nga với lại Trung Quốc cũng là hàng hàng tỷ đô và và họ cũng cần bên cái chính quyền của Maduro cũng phải cần có tiền để mua lương thực, mua thực phẩm giống như là những cái nhu yếu phẩm. Và quý vị cũng biết là ngay cái hôm thứ ba thì ông Joe Biden tức là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đó, ông cũng cảnh báo trên Twitter đó, ông mới nói đó là những cái quốc ông đưa ra cái lời khuyến cáo tức là ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, ông John Bolton ông đưa ra cái lời khuyến cáo là những cái quốc gia khác đó là các chủ ngân hàng, các môi giới những thương nhân, những doanh nghiệp, những quốc gia không giao dịch vàng hoặc là dầu mỏ và các mặt hàng bất kỳ đối với chính phủ của Maduro là bởi vì đây là cái tài sản đánh cấp bởi cái chế độ mafia Maduro. Đó là cái lời viết ở trên cái Twitter của ông mà, ông mà John Bolton, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đó. Thì quý vị biết là uh, À, trong 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 nhiều năm về trước á, chế độ maduro đã cố gắng tăng dự trữ cái cái lượng vàng bằng cách là khuyến khích khai thác và chế độ maduro đó à, trước khi mà có cái chuyện mà xảy ra đó trong suốt cái thời gian ông maduro nắm quyền đó thì ông đã đưa quân đội vô kiểm soát những cái vùng lãnh thổ sản xuất vàng giống như là những cái mỏ vàng rồi à, À, xong rồi ở mà, ở tại Venezuela nó có một cái bộ nó gọi là bộ xử lý vàng tức là cái bộ nó chuyên trách về Venezuela không những có dầu mỏ mà Venezuela còn có quốc gia tài nguyên giàu về khoáng sản tức là về vàng nữa thì à, người ta mới thấy rằng đó là cái cơ quan sản xuất của nhà nước Venezuela trong những năm về trước á, đã dùng quân đội để kiểm soát các mỏ vàng và cái lực lượng quân đội làm việc ở trong các mỏ vàng rất là nhiều Và họ đã nấu, họ khai thác cái lượng vàng của quốc gia Và họ đã trở về à, Và trong khi đó đó người ta còn biết được đó, ở trên tờ Bloomberg nó đưa ra Là các binh sĩ đó là chuyên môn à, chuyển vàng từ các cái mỏ vàng về đến ngân hàng trung ương Và còn nhiều cái chỗ nữa Thành ra người ta không biết rằng á cái lượng dự trữ vàng mà của thực sự của chính phủ maduro mà có ghi vô trong ngân hàng quốc gia là bao nhiêu tức là người ta ước tính nó còn nhiều hơn cái con số mà nằm ở trong ngân hàng quốc gia tức là cái khoáng sản tài nguyên nói một cách khác để cho quý vị dễ hiểu nè tức là cái tài nguyên là tài nguyên chung nhưng mà cái chế độ maduro đó dùng quân đội để khai thác tài nguyên xong rồi đem về nhưng mà không có ghi vô không có nhập vô cái sổ chính thức của quốc gia nên thành ra là người ta ước lượng Cái lượng vàng mà khai thác ở bên ngoài ấy, Và cái chữ lượng của gia đình Maruro Rất là lớn Và quý vị biết là à, à, Và Trong khi đó hiện tại bây giờ Đó là bên phía Mỹ đang nỗ lực Làm việc với ông Tổng thống đối lập là ông Juan Guaido Để cho cái ông tổng thống này Ông Juan Guaido được hợp pháp Và khi mà ông tổng thống người idol được hợp pháp đó Thì ổng sẽ phụ trách ông sẽ đảm nhận được những cái tài sản bị đóng băng của Venezuela tức là cái đồng tiền của người dân Venezuela nó không bị chảy vào trong túi của chế độ Maduro và uh, ngay cả đến đến nước Anh người ta đã cũng 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 cắt uh, cái 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 đó rồi người ta cũng cắt luôn người ta cũng đã cấm giận luôn cái tài sản của Maduro thì ở trong cái tin tức cho biết đó là cái ngày hôm trong cái những cái điều tra đó người ta biết là cái hôm thứ hai vừa rồi đó là cái chiếc máy bay của hãng Nordwind Airlines là um, nó có trụ sở tại Moscow nó đã hạ cánh xuống quốc tế sân bay quốc tế Caracas nhưng mà những cái thông tin mà những cái giới quan sát người ta thấy đó thì uh, về phía mà Uh, về, về, về phía mà chính thức á, của những cái hãng máy bay nga đó thì người ta nói rằng người ta không có biết về cái chuyến bay đó nhưng mà các nhà điều tra giống như bên phía đối lập người ta ghi nhận là có rất là nhiều chuyến bay của nga nó đã bay đến thủ đô caracas và hiện tại bây giờ đó là bộ trưởng bộ tài chính là simon Zebra của uh, venezuela uh, khi mà báo chí giống như là những cái uh, phóng viên người ta hỏi về vấn đề cái dự trữ vàng của quốc gia đó thì uh, uh, nói rằng không có biết về cái vấn đề đó và đó là cái 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 thông tin mới nhất thì quý vị thấy là chính quyền Maduro cũng bắt đầu là đã uh, giống như là đã có một cái cuộc sắp xếp mà để mà 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 uh, đem cái cái nguồn dự trữ để mà ra khỏi cái quốc gia và quý vị biết là hiện tại bây giờ ngay cả chính chính độ cái chế độ của ông hoan người ổng cũng đang cố gắng vận động quốc tế à, và quý vị biết là uh, ông tổng thống lâm thời đối lập đó, ổng đứng bắt đầu xây dựng cái 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 cái, um, cái hệ thống lại để cho để bắt đầu được đẩy mạnh lên để ngang bằng được với Maduro thì quý vị biết đó, um, theo các nhà quan sát và giống như cái quan sát của quy quy thấy đó. Nếu mà Maduro mà mạnh á Maduro nhai xương ông người idol lâu rồi Chứ không phải là hẩm đài lên truyền hình chả treo qua lại đâu Nhưng mà cái cái kẹt của tổng thống đối lập hiện tại là gì Là chế độ của Maduro á đang giữ quân đội rất là mạnh Nhưng mà thật sự ra về sức ép quốc tế đó là thiên la địa võng Đang đón Maduro đi bất kỳ nước nào cũng bị chụp hết á Quý vị anh chị em thấy rõ Nhưng mà có một cái chế chiêu như thế này à vừa lên tiếng trên truyền hình vừa đối đầu nhưng mà bây giờ ông maduro lại nói rằng là sẵn sàng ngồi xuống để đối thoại với lại ông người idol à quý vị thấy là trong cái cuộc họp á, với lại phe đối lập đó bây giờ tổng thống nói là cái vừa rồi ổng nói ổng sẵn sàng ổng đàm phán tức là ông maduro ổng sẵn sàng ổng đàm phán với lại bên phía tổng thống đương thời tức là ông người idol và à, và trong khi đó đó lại nói rằng đó là muốn đàm phán với lại à, chính quyền của tổng thống donald trump nhưng mà quý vị thấy là bên phía nhà trắng giống như bên phía à, tòa bạch ốc rồi bên phía à, của tổng thống donald trump giống như gần giống như là không có nghe maduro nói cái gì nhưng mà khi mà bắt đầu tổng thống đối lập ông hoan người idol lên tuyên bố là tổng thống thì quý vị thấy một cái twitter của ông trump giống như là cái phát ngôn chính thức của tòa bạch ốc đưa ra đó là ủng hộ cho tổng thống công nhận một cách chính thức tổng thống hoan người ai thành ra là ch à, chính phủ hoa kỳ chỉ nói chuyện với lại tổng thống hoan người ai thôi còn maduro á ngay cả đến Cố vấn an ninh quốc gia gọi ông maduro là chế độ mafia chế độ mafia quý vị anh chị em thấy 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 cái vấn đề nó 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 đưa lên như vậy không thành ra chính vì như vậy đó quý vị biết là um, maduro này không biết là được cái sự cố vấn của ai ảnh đi vận động quốc tế bây giờ ảnh lôi vòng 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 bây giờ ảnh lôi nga vô thì đương nhiên là nga đứng phía sau lưng ủng hộ rồi và một quốc gia nam mỹ khác ủng hộ rồi thì trong cái bài phát biểu ngày hôm nay mà ảnh đăng ở trên trên facebook của ảnh á thì quý vị thấy là ảnh nói rằng á là venezuela sẽ là một việt nam ở tại châu Mỹ Latin, tức là trong vấn đề nói cái vấn đề này và ông cáo buộc rằng á à, nó 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 sẽ là một cái quốc gia mà khi mà người Mỹ á đụng tới Venezuela là giống như là sẽ gặp lại một cái Việt Nam ở trong quá khứ. Quý vị biết á là cái điều này quý vị biết kẹt cho ai không? Kẹt cho Nguyễn Phú Trọng thấy không nếu mà cách đây một chục năm á, Venezuela tức là ông ông Maduro phát biểu cái điều này thì được bây giờ tự nhiên bây giờ lo Việt Nam vô <laughs> Việt Nam đang đứng ở cái thế gọi là cái thế đu dây thì nhân cái chuyện này quy nói một chút xíu cho quý vị thấy cái thế kẹt của Việt Nam như thế này quý vị biết á là trong cái vùng Đông Nam Á nhất là đặc biệt cái vấn đề Biển Đông đó Việt Nam đang được cái sự ủng hộ của phía Mỹ mà cái khổ cái ngặt nổi một cái đó là cái đám nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là đang ở giữa cái thế đu dây, đu dây làm sao? Nếu mà tuyên bố mạnh quá thì không được lòng của Bắc Kinh, mà tuyên đối tuyên đối tuyên bố yếu quá thì là dân trong nước chửi và những cái quốc gia có quyền lợi khác nó thúc. Thành ra nó giữ cái thế tức là lâu lâu nhãn chút, lâu lâu nhãn chút, lâu lâu nhãn chút. Bây giờ ngặt cái anh Maduro này, ảnh bị vô trong cái thế mấy mười gần cả chục nước Âu Châu ủng hộ cho tổng thống đối lập rồi bắt đầu luôn cả những cái quốc gia Nam Mỹ khác. Phải không? Ủng hộ ảnh ghép ảnh vô bây giờ Mỹ lên án ảnh thì anh Maduro này ảnh trên ảnh chơi cái bài ảnh kéo Việt Nam vô ha, Việt Nam đã từng chiến thắng nước Mỹ nha. Thì bây giờ khi mà Maduro đề cập đến Việt Nam đó thì bảo đảm chắc chắn một điều rằng đó, báo chí quốc tế thế nào nó cũng hỏi Việt Nam à. Bây giờ cái người phát ngôn viên của Việt Nam lên tiếng như thế nào về cái vấn đề Venezuela? Mà quý vị biết á, vừa rồi đó là chính ông thủ tướng nguyễn xuân phúc á, là bắt đầu cũng phải vuốt đuôi chính phủ trump là bởi vì trong cái chuyến công du cái vừa vừa rồi trong cái cuộc họp mà đi ở tại diễn đàn davos kinh tế thế giới á, ông trump ông nói rằng cái vấn đề cán cân thương mại ông trump ông nguyễn xuân phúc lập tức là nói rằng sẽ mua máy bay boeing của mỹ và sẽ mua tiếp tục mua đồ của hãng general electric phải mua việt nam không thể không mua đồ của mỹ được và cái vấn đề trong cái cán cân thương mại đó thì quý vị biết á mỹ cũng đã hỗ trợ cho việt nam về vấn đề biển đông gần giống như là bây giờ là lên tiếng giống như là để cửa ngõ cho việt nam luôn đó và bây giờ đó mà lên tiếng bây giờ ngon phản đối đi ngon đi theo venezuela phản đối thử coi nó nằm ở trong cái thế coi như là mấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó ông Nguyễn Phú Trọng với lại cái phe của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đo đang ở trong cái thế đó bây giờ không lên tiếng giúp bạn thì không được dù sao bạn cũng là xã hội chủ nghĩa với mình mà bây giờ im thì cũng kỳ mà tự nhiên ông cố nội Maduro này để cho người ta yên đi không yên tự nhiên Việt Nam nha Mỹ mà đụng vô Venezuela thì nãy giống như là một Việt Nam thứ hai ở tại châu Mỹ Latin nên nhớ là Việt Nam của cách đây 40 năm về trước nó khác Việt Nam của 40 mấy năm về trước nó khác Việt Nam của bây giờ Việt Nam của bây giờ là xài điện thoại iPhone là 4.0 là bấm chít 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 Việt Nam của bây giờ hồi xưa Việt Nam của 40 mấy năm về trước là dép râu là nón cối Hả không là tem phiếu hai cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn bây giờ mày ngặt một cái bây giờ chơi thân chơi quay ngược lại thời gian bắt đầu ngon nào lên đó. bây giờ ngon tim bố đánh cho mỹ cút nguyện nhào đi bị hàng gài bị bây giờ gài á là cái cái khó của bây giờ đó quý vị thấy đó, là bảo đảm luôn ông nguyễn phú trọng gặm cục xương mắc cái cục xương nè maduro gài độc chiêu luôn á và cái này là cái chiêu rất là độc mà cái này đó có sự cố vấn của Nga nữa Mà các bạn biết là Nga là chuyên gia hàng gài luôn Giống như cái vụ mà bắt Triều Tiên mà hạt nhân cũng vậy đó Bây giờ bây giờ đó làm sao bây giờ chúng ta để vài bữa nữa Coi phát ngôn viên của Việt Nam nói cái gì nè Cái sự kiện này Quý vị biết đó, ông Maduro ổng lên Ông tuyên bố nguyên văn của ổng có cái đoạn Ông viết như vậy phải không Là Tổng thống Donald Trump á là nước Mỹ là cho quân xâm lược Venezuela đúng không rồi venezuela sẽ một việt nam tại châu mỹ latin chúng ta sẽ không cho phép một việt nam ở châu mỹ latin nếu hoa kỳ định can thiệp chống chúng ta họ sẽ gặp một việt nam tệ hơn tưởng tượng tức là nói rằng cái kỳ này mà mỹ mà đụng vô venezuela thua còn bạo hơn việt nam nữa tại vì sao bên phe cánh tả lúc nào họ cũng nói rằng mỹ thua ở chiến trường việt nam tức là họ tin vô điều đó và họ tin rằng xã hội chủ nghĩa đã chiến thắng nước mỹ trong cái thời kỳ đó nhưng mà nên nhớ là việt nam của bây giờ nó sẽ khác việt nam có bốn năm về trước thì à, quý vị biết đó, đó là trong cái bài cái 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 video phát biểu hôm nay đó thì cái này đó là một trong những cái chiêu mà nó gài ở trong đó ông à, ông Maduro có kết luận một điều như thế này là tôi yêu cầu tôn trọng venezuela kêu gọi ủng hộ nhân dân đúng không kêu gọi ủng hộ nhân dân uh, venezuela để không có một việt nam mới tức là ý nói rằng hồi chưa là mỹ xâm lược việt nam đó bây giờ mà mỹ mà đụng vô venezuela thì cũng sẽ giống như là là thua ở chiến trường việt nam cái kiểu vậy thì uh, đó là cái mà quý vị thấy bây giờ kéo vô chích chùm á nhưng mà cái này cái khổ cái này kỳ này khổ cho anh trọng rồi khổ cho phát ngôn viên của việt nam rồi quy bảo đảm luôn chơi với thằng bạn bây giờ lỡ đi với nó rồi bây giờ mà lên tiếng thì bị đứng giữa hai ngã ba đường đu dây không có được phải không bây giờ đu dây là đu làm sao bây giờ chẳng lẽ lên tiếng binh venezuela mày binh đi đố thằng nào dám binh venezuela trong lúc này luôn nhất là những cái quốc gia đông nam á không có có đâu anh binh nó tức là anh lên tiếng cho một cái chế độ độc tài và người dân anh đi lại ngược lại cái nguyện vọng tự do và dân chủ của người dân venezuela anh ngon anh binh đi coi coi như coi như là lôi vô vậy đó thì quý vị cũng biết là uh, đó là cái mà 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 đó là một trong những cái thông tin mà uh, trong cái ngày hôm nay mà nó đang diễn tiến ra ở tại Venezuela và quý vị thấy là uh, ông uh, ông hoan uh, gù tức là tổng thống mà đối lập mà hiện tại bây giờ tức là tổng thống lâm thời đó ổng có một cái bài viết đăng lên ở trên cái tờ new york times một cái bài viết rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay tức là ổng viết cái bài với cái tựa đề đó là venezuela sức mạnh là cái sự thống nhất vào trong cái lúc này thì uh, quý vị có thể đọc cái bài này ở trên cái tờ uh, uh, new york times tờ new york times có đăng lại cái bài viết của ông đây là tác giả là bay hoàn idol nè, thì ông ta mới viết, ông ta kêu gọi tất cả người dân Venezuela đó là khi mà uh, khi nhà khi khi cái nhà độc tài um, khi khi uh, khi mà cách đây không lâu đó vào 61 năm về trước, sau khi mà nhà độc tài Marcos đó, Marcos Jimenez đó bị uh, bị lật đổ đó, thì người Venezuela đã một lần nữa ăn mừng cho cái sự chiến thắng uh, khi mà khi mà lật đổ đó thì cái ông 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 cái người lập quốc đó, cái ông perez uh, jimenez đó ổng là người bầu một quốc hội lập hiến năm 1953 và uh, họ ổng mới nhắc lại là cái chính quyền của ông jimenez đó là cái chính quyền mà thay vì được bầu cử một cách uh, minh bạch thì lại nắm quyền một cách phi dân chủ và sau đến đến từ đến năm năm 1957 tức là chỉ có 4 năm sau đó thì những cái cuộc biểu tình của người dân đã rộng khắp và đã trục xuất tức là đã đánh sập được cái nhà độc tài này rời khỏi đất nước Venezuela và Venezuela lại một lần nữa được tự do vào tháng 1 năm 1958. Và ông ta nhắc lại cái sự kiện lịch sử từ năm 1958 để ông ta nói đến bây giờ một lần nữa chúng ta phải đối mặt với những thách thức là phải khôi phục lại cái nền dân chủ và xây dựng lại đất nước và lần này giữa một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo là giữ lại chức vụ tổng thống tức là có nên giữ lại chức vụ tổng thống của ông maduro hay không và dưới cái triều đại của maduro tình trạng thiếu thuốc thiếu lương thực thực phẩm và những cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho cái thiết yếu của cái hệ thống y tế để chăm sóc sức khỏe giống như là những cái uh, sức khỏe của trẻ em ngày càng nhiều người bị suy dinh dưỡng và cái nền kinh tế không có thể nào vật dậy được và uh, cái chế độ của Maduro là cái chế độ mà cái tỷ lệ mà cái giết người cao nhất trên thế giới và điều này nó càng ngày cái cuộc đàn áp những cái sự đàn áp càng tàn bạo hơn đối với những cái người biểu tình và uh, trong cái chiều đại của Maduro Đã đẩy hàng triệu người dân của châu Mỹ Latin thảm kịch Hơn 3 triệu người Venezuela phải rời bỏ đất nước để mà ra đi Thành ra là ông ông uh, Đây là một chích một cái đoạn Ở trong cái bài phát biểu của Tổng thống lâm thời đó Là ông Juan Guaido Ông mới kêu gọi người dân đứng sát cánh lại bên 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 uh, bên chính phủ mới để khôi phục lại đất nước thì quý vị thấy á uh, qua sơ lược qua những cái tình hình đó thì quý vị thấy là người ta cũng biết được rằng uh, là chính phủ của nga và ở trên ở trên internet đó, nó có đăng một cái hình ảnh nữa mà quý vị có thể uh, coi được uh, ở trên hồi nãy quy quên quy không có lấy xuống đó là trong khi mà người dân uh, trong khi mà người dân người dân Việt Nam đó người dân của người dân Việt Nam chúng ta dòm những cái hình ảnh đất nước Venezuela người dân phải bốc rác để mà ăn rồi phải mua tiền mua đồ tiền mà tính bằng ký sau đó tính bằng một cái xe đó thì nó có cái cảnh đó, tổng thống Maduro ngồi ăn thịt bò hút xì gà thấy không thì cái hình ảnh đó nó được nó được nó được lan truyền ở trên mạng internet đó, mà quy quy không 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 có 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 kịp lấy xuống để cho 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 quý vị coi tức là cái cảnh đó, một cái cảnh là Maruro rất là sang trọng ở trong một cái nhà hàng miệng thì ngậm điếu xì gà và có một cái anh đầu bếp đứng phục vụ sắc cục thịt bò bự như vậy nè trong khi đó đó dân của Venezuela đã phải đi bốc rác mà ăn chính vì cái điều đó đó những cái hình ảnh đó nó được lan truyền ở trên mạng xã hội nó ở lan truyền được uh, khắp nơi À, ở trên trên thế giới chính vì cái điều đó đó chúng ta thấy rằng ở trong cái chế độ độc tài đó nó luôn luôn nó đi ngược lại với lại những cái điều mà người dân thấy rằng họ tuyên truyền à, và song song với cái chuyện hiện tại bây giờ đó thì quý vị anh chị em thấy đó, là cái hệ thống tài chính của maduro đó hiện tại bây giờ chế độ của maduro chỉ còn một cái nguồn thu duy nhất là là dầu nhưng mà trong cái ngày hôm nay người ta mới phát hiện một điều nữa nó còn có cái lượng vàng Mà ông Maduro khai thác Ở tại Venezuela Và sau đó không có đưa vào trong hệ thống ngân hàng Và người ta đang đặt Cái câu hỏi là cái số vàng nó đang còn ở đâu Và uh, Trong cái Twitter Trong cái bản tin ngày hôm nay đưa lên Thì quý vị cũng biết là Chính nhà lập pháp Là ông Jose Guara Ông mới đăng một cái tin rằng Là ngân hàng quốc gia của Venezuela Chuẩn bị chuyển đi 20 tấn vàng ra khỏi đất nước, uhm, thì chính với cái điều đó đã đặt câu hỏi rằng á, là đang có một cái cuộc tháo chạy và đang có một cái chuyện gọi là gom tài sản của quốc gia để đi ra khỏi đất nước và chính vì như vậy đó, phía bộ tài chính của Mỹ giống như là cái lời kêu gọi của nước Mỹ kêu gọi tất cả các quốc gia khác không hợp tác với chế độ Maduro để tiếp tay cho cái chuyện cướp đi cái chế độ Maduro là chế độ mafia cướp đi tài sản của đất nước Venezuela thì đó là một vài cái thông tin mà Huy cập nhật cho quý vị uh, trong cái ngày hôm nay về đặc biệt về cái tình hình của Venezuela Huy uh, sẽ chào tạm biệt quý vị và Huy quay sẽ quay trở lại với quý vị với cái livestream thứ hai uh, cái livestream thứ hai chúng ta lại quay dậy với tình hình của Đông Nam Á và cái nóng nhất trong ngày hôm nay là cái kết quả mà mọi người muốn theo dõi về cái vấn đề là đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và trong cái chuyến đi kỳ này cái phái đoàn của Trung Quốc có khoảng chừng cỡ mấy chục người như vậy đó. Đây là một cái cuộc đàm phán cấp cao rất là quan trọng để chấm dứt cái chuyện mà cái chuyện thuế quan thương mại giữa trong đó có vấn đề cân bằng cái cán cân thương mại. Thì trong cái cuộc đi kỳ này nó có cái chi tiết rất là thú vị được đăng ở trên Twitter thì quy à, có đã coi thấy đó là cái đoàn người biểu tình nhào tới tức là có một cái đoàn người biểu tình à, họ chống lại với cái cái nhóm của phó thủ tướng lưu Hạt khi mà đến với lại washington và kỳ này đó là bên phía phái đoàn trung quốc thì họ cũng không có nói cái gì nhiều và cái cái thế thượng phong vẫn đứng về phía mỹ và những cái dự đoán thì người ta nói rằng cái cuộc đàm phán thương mại này nó chưa có được ngã đồng ngủ khi mà khi mà trong cái ngày thứ tư này và đặc biệt là cập nhật thêm với quý vị là những cái nỗ lực của quốc tế giống như cái vận động của Đài Loan để bắt đầu được quốc tế công nhận ở trên chính trường của thế giới nó ra làm sao nó có rất là nhiều chi tiết thú vị lắm ngày hôm qua thì khi mà quý vị coi cái tấm hình của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là ông John Bolton cầm cái cái tấm cầm cái miếng giấy mà có ghi là 5000 top và to Colombia không thì cái đó là một cái chi tiết thú vị à, của để đưa ra cho báo chí giống như các nhà quan sát chính trị thấy nhưng mà ngoài cái chi tiết ở trên cái tờ giấy của ông John Bolton cầm đó người ta còn để ý đến cái bản đồ phía sau lưng nữa cái bản đồ thế giới phía sau lưng thì ở trong đó có cái đặc điểm là các quốc gia Trung Quốc và đặc biệt kỳ này đó cái bản đồ này nó có công nhận Đài Loan là một cái đảo quốc và công nhận đài loan gần giống như là ngang ngửa với là các quốc gia khác thì cái chuyện này nó cũng hay một cái nữa đó là mới đây nữa là hãng trò chơi điện tử hãng nintendo à nó cũng cập nhật thêm cái phần tiếng nữa à cái phần mà ngôn ngữ ở trong đó thì họ lại chú thích rõ luôn là chữ đó là đài loan nói chung là tình hình của đông nam á tình hình của đài loan và tình hình của khu vực đông nam á càng ngày nó càng nóng dần lên thì quy sẽ cập nhật cho quý vị ở trong cái phần bản tin sau Um, xin uh, chào tạm biệt quý vị và quý vị sẽ quay trở lại cùng với lại quý vị trong thời gian ngắn nhất bye bye cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất